một sự thật mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là các bạn có công nhận với mình là cái việc mà làm công ăn lương các bạn, nó chỉ đủ để mà cho chúng ta duy trì cuộc sống thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn tiến xa hơn, chúng ta muốn gọi là chạm tới những cái ước mơ, những cái khát vọng của mình á, thì nó là một điều rất là khó. Thật ra cách đây nhiều năm trước á, mình có biết tới hai câu nói của tỷ phú Warren Buffett. Và cái câu thứ hai á, nó giúp mình thay đổi suy nghĩ hoàn toàn về cuộc sống luôn các bạn. Và giúp mình thay đổi cuộc sống luôn là đằng khác. Cái câu đầu tiên thì chắc các bạn cũng không có xa lạ gì rồi. Đó là nếu như mà chúng ta không nghĩ cách kiếm tiền trong lúc ngủ, thì chúng ta sẽ làm việc đến hết đời. Thì hồi đầu tiên khi mà mình nghe câu này mình kiểu, ủa, kiếm tiền trong lúc ngủ là kiếm sao ta? Trời ơi, mình đi làm muốn gần chết luôn. Mình làm từ ngày này qua tháng nọ và chờ nhận lương từng ngày từng tháng, và thậm chí còn không có thời gian để ngủ nữa. Còn đằng này ngủ mà lại có tiền là sao? Thì lúc đó mình đâu có một chút nào gọi là kiến thức hay là hiểu biết về tài chính, về đầu tư hay là dòng tiền là như thế nào đâu các bạn. Hoàn toàn không có một cái tư duy gì hết á. Bởi vì từ nào tới giờ không có ai dạy cho mình biết về những cái thứ đó hết các bạn. Không có ai chia sẻ với mình về những cái gì gọi là liên quan tới tài chính đầu tư, liên quan tới những cái kinh doanh hay là liên quan tới những cái gì đó mà nó xa vời hơn, hoàn toàn là không có các bạn. Vì bản thân của mình sống trong một cái môi trường lao động, thì những cái mà mình giao tiếp, chia sẻ hay là nói chuyện cho nhau nghe và những thứ mà mình hấp thụ được thì không có gì khác ngoài công việc thôi các bạn. Và các bạn phải hiểu được là những cái mà chúng ta hấp thụ được ở cái môi trường đó thì sẽ biến bản thân của chúng ta trở thành người trong cái môi trường đó. Nếu nó là tiêu cực á, thì nó sẽ hạn chế cái tầm nhìn của chúng ta rất là nhiều các bạn. Cho nên là những cái tư duy, kiến thức hay là những cái sự hiểu biết của chúng ta nó cũng sẽ bị hạn hẹp theo. Nó bắt chúng ta phải làm như vậy, nó bắt chúng ta phải tiêu sản thay vì tích sản, và nó bắt chúng ta phải theo đuổi những cái thị phi, ghen ghét, tranh giành và tiêu cực. Nên là lúc đó nói thật với các bạn là những cái về tài chính, dòng tiền hay là đầu tư làm sao để thay đổi cuộc sống thì hoàn toàn đối với mình nó rất là xa xỉ, thậm chí là mình chưa bao giờ biết luôn các bạn. Cho nên là ở cái video trước mình có nói với các bạn đó là cái việc mà thay đổi môi trường sống nó là một điều rất là quan trọng. Và các bạn biết là lúc đó mình còn nói thêm một câu nữa là mấy ông giàu nói cái gì mà không đúng. Cái kiểu mình nói giống như là một cái giọng điệu chế giễu các bạn, kiểu cười cợt á, nó tiêu cực tới mức độ đó luôn. Và mình không bao giờ tin những cái gì mà gọi là kiếm tiền trong lúc ngủ đó các bạn, nhưng đó là sự thật. Các bạn có biết là có bao giờ các bạn suy ngẫm lại, các bạn nhìn thấy được là cuộc sống của chúng ta chưa bao giờ gọi là ổn cả các bạn. Dù bạn làm ra bao nhiêu tiền thì các bạn thấy đó cũng không đủ. Thì có nhiều người làm nhiều công việc khác nhau, thì cho nên là những cái thu nhập nó cũng sẽ khác nhau. Có người từ 6 triệu cho tới 12 triệu, có người thì 30-40 triệu. Nhưng mà chung quy lại tất cả mọi người đều thiếu hụt như nhau cả, và kể cả khi còn lâm nợ nữa. Vì cái mà chúng ta ở đây dễ nhìn thấy và dễ hiểu nhất đó là cái thu nhập của chúng ta càng cao á, thì cái nhu cầu của chúng ta nó cũng sẽ càng cao. Và các bạn phải hiểu được là khi nào mà cái thu nhập của chúng ta vẫn được tính dựa trên thời gian và mồ hôi các bạn, nó vẫn là một nguồn thu nhập chủ động á, thì tất cả mọi thứ mà điều chúng ta muốn á, nó vẫn luôn là hạn chế thôi các bạn. Và các bạn thấy đó, sức khỏe và thời gian là hai cái thứ nó rất là hữu hạn. Không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể tận dụng được hai cái thứ đó mãi đâu. Và mình làm việc đến hết đời, đến khi mà sức khỏe của mình không còn nữa, thời gian mình không còn nữa, thì thu nhập của mình nó sẽ đến từ đâu các bạn? Và đây là cái câu thứ hai mà đã giúp cho mình có cái động lực và có một cái sức mạnh nào đó vô hình để giúp cho mình tìm kiếm và lục lọi để đọc và học những cái thứ nó liên quan về tài chính, về kiến thức đầu tư, về dòng tiền, tất cả mọi thứ các bạn. Đó là đừng bao giờ chỉ dựa vào một dòng thu nhập duy nhất, hãy đầu tư để tạo ra dòng thu nhập thứ hai và thứ ba. Thật ra các bạn biết được là cái công việc mà các bạn đang làm hàng ngày á, nó chính là cái dòng tiền duy nhất và nó có thể giúp cho các bạn có thể tạo ra thêm nhiều dòng tiền thu nhập thụ động khác bằng cái việc đầu tư. Nên là các bạn cứ cố gắng kiên trì làm cái công việc hiện tại và hãy cố gắng hết nhất có thể. Hãy tiết kiệm lại và tìm cho bản thân mình một cái cơ hội đầu tư các bạn, để thay đổi tài chính nữa chứ. Thực tế thì có rất là nhiều người họ vẫn kiên trì với công việc của họ đang làm và họ đầu tư thêm rất là nhiều cái mảng khác nhau các bạn. Nó giống như là chia trứng ra nhiều gỗ để cho cái việc mà gọi là rủi ro nó bị giảm lại một phần nào đó. Còn cái việc mà đầu tư vào danh mục nào gọi là thích hợp thì cái này nó còn tùy vào cái sự hiểu biết của mọi người đó các bạn. Hiểu biết ở đâu thì đầu tư ở đó thôi. Đầu tư nó cũng là một trong những cách tốt nhất để tạo ra cái dòng thu nhập thụ động. Nếu mà bất cứ ai có thể nắm được bất kỳ một cái cơ hội nào đó, cho dù là một cơ hội thôi, nó cũng có thể thay đổi cục diện về tài chính của các bạn, và nó cũng có thể giúp cho bản thân của một ai đó có thể đạt được cái sự tự do về tài chính, và người đó có thể tự do về thời gian để có thể theo đuổi được đam mê và làm những điều mà mình thích. Và cái câu chuyện rủi ro là cái điều tất nhiên rồi. Thực chất là cái cuộc sống của chúng ta đang sống, công việc mà chúng ta đang làm mà chúng ta gọi là ổn định đó, thì nó cũng đang tiềm ẩn rất là nhiều cái rủi ro các bạn. Làm sao mà có thể tránh khỏi được. Nên là cái việc mà đầu tư không phải là các bạn đang muốn rời khỏi cái vùng an toàn, mà đầu tư các bạn hãy nghĩ đến là các bạn đang thay đổi, nới lỏng cái vùng an toàn ra. Các bạn thay đổi cái vùng an toàn theo một cái dạng khác. Bạn có quyền thay đổi cuộc sống của mình, bạn có quyền được chọn mà, đúng không?